Xin chào tất cả quý vị đang xem kênh youtube của Thiên Hà Audio Trong video ngày hôm nay, Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị hai chiếc tai nghe cao cấp công nghệ mới Một chiếc là Devialet Game Mini 2 Một thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp Và chiếc còn lại là Bauer Winkin PI7S2 Một thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc Chúng ta sẽ bắt đầu với chiếc tai nghe Devialet Game Mini 2 Đây là phiên bản thế hệ thứ hai của dòng tai nghe True Wireless của hãng này nó có nhiều cải tiến rất là thuyết phục so với thế hệ đầu tiên. Đi kèm với đó là mức giá cũng cao hơn khá nhiều so với phiên bản trước. Giá tham khảo của sản phẩm này là 11 triệu 590 ngàn đồng. Để có được mức giá giảm nhiều hơn tùy từng thời điểm, thì quý vị hãy liên hệ tới số hotline của Thiên Hạ Audio để có mức giá tốt nhất nhé. Trở lại với sản phẩm của chúng ta, có 7 đặc điểm đáng chú ý trên chiếc tai nghe này. Đó là tính năng chống ồn chủ động của DVLS, kết nối Bluetooth 5.2, Thời lượng pin lên tới là 22 tiếng, chống nước thì ở mức IPX4, hỗ trợ codec aptx, tương thích trợ lý giọng nói và hộp sạc thì có thể sạc không dây chuẩn quy. Chiếc tai nghe này được trang bị driver 10mm phủ titan, vật liệu tương tự như trên mẫu Phantom 1 108dB. Tính năng thông minh sẽ thích ứng theo môi trường, làm giảm tới 40% decibel tiếng ồn ngoài môi trường, đem lại trải nghiệm nghe nhạc rất yên tĩnh, bất chấp tiếng ồn xung quanh. À, ngoài ra, chiếc tai nghe này còn có tính năng giảm ồn gió chủ động. Và để có được chất lượng đàm thoại tốt nhất thì ngoài việc trang bị các micro chất lượng cao để thu tiếng, thì DVLS Gemini 2 còn có cảm biến dẫn truyền xương thì các rung động âm thanh sẽ được truyền qua xương đầu và sẽ kết hợp cùng với việc thu tiếng trực tiếp để nâng cao hơn nữa chất lượng âm thanh khi đàm thoại. Với chuẩn Bluetooth 5.2 mới, chiếc tai nghe này sẽ hỗ trợ khả năng kết nối hai thiết bị cùng lúc. Quý vị có thể kết nối với iPhone khi đang di chuyển, nghe nhạc và kết nối với laptop của Apple để nhận và trả lời cuộc gọi. Về ngoại hình thì hộp sạc của tai nghe đã được thu nhỏ, dễ dàng nhét túi quần hơn và cái kích thước vỏ ngoài tai nghe cũng được thu gọn lại để giúp đeo thoải mái hơn và dễ dàng hơn cho các chị em khi thao tác. Chất lượng âm thanh của DVLED Gemini đời 1 đã hay thì sang đời 2 còn hay hơn nữa. Với màng loa phủ Titanium, độ chi tiết tại giải cao được cải thiện, nghe trong trẻo hơn. Còn âm bay nổi tiếng của thương hiệu này thì vẫn quá là tốt rồi không gian âm thanh nghe cũng thoáng hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiếc tai nghe hàng hiệu của Bauer Wilkins, đó là PI7S2 True Wireless. Đây là thế hệ thứ hai của dòng tai nghe True Wireless PI7 và sẽ là một nâng cấp lớn so với sản phẩm tiền nhiệm. Nó sẽ được tối ưu hóa ở cả thiết kế lẫn chất âm. Giá tham khảo của sản phẩm này là 11 triệu 950 ngàn. để có được giá giảm mạnh hơn, quý vị hãy liên hệ tới số hotline của Thiên Hà Audio để có mức giá tốt nhất nhé. Về thiết kế, ngoại hình của Bauer Unkin PI 7S2 dường như không có nhiều sự thay đổi so với người tiền nhiệm. Với cấu trúc thân hình oval gò tròn được làm nổi lên, đồng thời cũng là bề mặt cảm ứng của mẫu tai nghe này. À, tuy nhiên, Bauer Unkin đã bổ sung thêm cho cặp tai nghe những phiên bản màu mới nhằm đa dạng hóa lựa chọn của người dùng. Cụ thể thì PI 7S2 sẽ có 3 phiên bản màu là Satin Black, uh, Canvas White và Midnight Blue. Bộ sản phẩm này uh, nặng tổng cộng 54 gram, gồm 47g cho hộp sạc dự phòng và 7g cho tai nghe, gọn nhẹ vừa vặn cho việc bỏ túi. Nâng cấp đáng chú ý khác của Bauer Wilkins PI7S2 chính là pin được gia tăng thời lượng sử dụng, cụ thể là 5 tiếng so với 4 tiếng ở phiên bản thế hệ tiền nhiệm. Tính năng sạc nhanh 15 phút vẫn sẽ cho người dùng 2 tiếng sử dụng và đi kèm với một chiếc hộp sạc cung cấp thêm 16 giờ sử dụng cho PI7S2. Ngoài ra thì BVKPi7S2 còn hỗ trợ sạc công nghệ sạc không dây tiên tiến mang lại trải nghiệm tiện dụng hơn cho người dùng. Tiếp đến, Power Winkin Pi7S2 TrueLED đã được nâng cấp Bluetooth giúp mang lại kết nối không dây nhanh, ổn định và độ trễ thấp đồng thời có chất âm cao cấp hơn. À, theo đó thì kết nối Bluetooth của tai nghe BVKPi7S2 này sẽ được tăng phạm vi kết nối lên đến tối đa là 25m hỗ trợ công nghệ kết nối APTX Adaptive với tính năng phát trực tuyến độ phân giải cao 24 bit 48 kHz từ các thiết bị và dịch vụ tương thích. Ở phần âm thanh thì BW pi 7 s 2 được trang bị hệ thống driver Hybrid Custom 9.2 mm cộng một driver BA độc quyền của Bauer Wilkin cũng như sở hữu mạch âm ly riêng biệt cho từng cấu trúc driver giúp mang lại khả năng tái tạo âm thanh cao cấp chuẩn hi end. Tai nghe cũng có thiết lập 3 microphone ở mỗi bên earbud để hỗ trợ bắt tiếng tốt hơn. Công nghệ chống ồn chủ động hay viết tắt là ANC cũng có mặt trên Bauer Envision PE7S2 True Wireless này giúp loại bỏ hiệu quả tiếng ồn từ môi trường xung quanh sẽ mang lại trải nghiệm nghe nhạc trọn vẹn nhất cho người dùng. Và hai sản phẩm tai nghe True Wireless cao cấp này đã có mặt tại Thiên Hà Audio với mức giá rất tốt khi quý vị liên hệ tới số điện thoại hotline xin chào cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau